Ascolta. Kính này bố vị thành hoàng đại vương, kính thưa các vị quý khách thập phương cùng toàn thể xuất lần, các vị tiền nhân từ mọi miền đất nước đã về đây khai hoang lẫn biển, chuyên làm nghề nông để đánh bắt hải sản, cấy lúa để sinh tồn. Trải qua bao cuộc thăng trầm biến thiên của lịch sử, các vị tiền nhân đã lập ấp dựng làng, xây dựng lên một quần thể kiên thiết, di sản có thể có một không hai, được các thế hệ dân làng trùng tu tôn tạo, bảo vệ giữ gìn các di tích lịch sử văn hóa cho đến ngày hôm nay. Ban quản lý di tích đã long trọng tổ chức lễ hội thánh sinh mùng 10 tháng 3 năm Giáp Thìn, tức ngày 18 tháng 4 năm 2024, và kỷ niệm 100 năm trùng tu tôn tạo quần thể di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, được Bộ Văn hóa Thông tin cấp bằng chứng nhận di tích lịch sử văn hóa năm 1996. Xin quý vị cho một tràng pháo tay chúc mừng. Kính thưa quý vị, về giờ lễ hội hôm nay, ban tổ chức lễ hội xin nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu đại diện các đảng ủy và chính quyền địa phương, các vị khách quý, các vị nguyên bí thư, nguyên chủ tịch ủy ban nhân qua các thời kỳ và các đại biểu văn nghệ, đoàn thể, các ban di tích, các xã lân cận cùng toàn thể quý khách thập phương dân làng đã bớt chút thời gian và đảng ủy và chính quyền xã. Tôi xin trân trọng giới thiệu ông Bùi Văn Chính, bí thư đảng ủy xã Phòng Động. Ông Nguyễn Duy Hoàng, phó bí thư đảng ủy xã Phòng Động. Ông Nguyễn Công Toàn, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Phòng Động. Và các đồng chí đảng ủy viên và cùng các ban ngành đoàn. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, các quý khách thập phương cùng toàn thể nhân dân địa phương hòa chung trong niềm hân hoan của cả nước, của dân tộc, mỗi người dân đất Việt đang hướng về nơi đất tổ, cùng thành kính ghi nhớ công ơn của các vua hùng đã có công dựng nước. Hôm nay, Ủy ban nhân dân xã Hoàng Đồng, Ban quản lý di tích đình chùa Lôi Đồng long trọng tổ chức lễ hội thánh sinh kỷ niệm lần thứ 100 năm tổ chức lễ rước thánh, kỷ niệm 28 năm đón bằng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia và kỷ niệm ngày trùng tu tôn tạo quần thể di tích đình chùa Lôi Đồng. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo địa phương, ban tổ chức lễ hội, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các quý đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể nhân dân đã về dự lễ hội ngày hôm nay. Lôi Đồng, quần gọi là Làng Lở, thuộc xã Hoàng Đồng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Nơi đây xưa kia là vùng đất hoang sơ gần kề biển Đông. Làng được hình thành dưới thời Lê Lý do các ngư dân trải lưới về tụ sinh, dần hình thành từ làng. Từ đó đến nay đã có trên 50 dòng họ nối tiếp nhau sinh sống trong làng quê, chứng kiến của các cuộc trường chinh của dân tộc, của mỗi người con làng quê Lôi Đồng đã lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, quyết tâm bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của quê hương đất nước. Biểu tượng đó đã in sâu vào tiềm khóa của cha ông để lại. Thay mặt chính quyền địa phương, tôi xin chân thành cảm ơn các cấp, các ngành, các quý vị, khách quý cùng toàn thể nhân dân làng Lôi Đồng đã chung tay cùng địa phương trùng tu tôn tạo khu di tích đình làng Lôi Đồng. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, đời Hùng Vương thứ 18 có nhiều danh tướng đã có công đánh giặc, hy sinh trên mảnh đất quê nhà. Làng đã lập miếu tôn thờ đến đền đáp công ơn của các hoàng làng. Từ đó đến nay, nhân dân làng Lôi Đồng tổ chức lễ hội thánh sinh theo thường lệ hàng năm của làng. Hôm nay, cán bộ, nhân dân xã Hoàng Đồng cùng thành kính dâng hương để tưởng nhớ công lao to lớn của ngũ vị đại vương đã có công xây dựng lên làng văn hiến. Với ý nghĩa đó, thay mặt ủy ban xã, ban tổ chức lễ hội, tôi xin tuyên bố khai mạc lễ hội thánh sinh làng Lôi Đồng. Kính chúc các vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.
cảm ơn ông Bùi Hoa Thị Phương, trưởng ban tổ chức lễ hội, đã có lời khai mạc. Tiếp theo xin kính mời ông Lê Ngọc Minh, trưởng ban quản lý di tích đình chùa Đức Lợi, đang đây có phát lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các vị đại biểu đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc xã Hoàng Lộc, các ban ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp và các đại biểu của Đảng văn hóa và các địa phương, kính thưa các ông bà, các bác cùng toàn thể nhân dân Đảng Quê Lộc. Hôm nay, trong không khí phấn khởi cùng toàn dân cả nước hướng về ngày dỗ tổ Hùng Vương, nhân dân Đảng Quê Lộc chúng ta lại vui mừng tổ chức lễ hội truyền thống kỷ niệm Chiến sinh mùng 10 tháng 3 với tấm lòng thành kính, biết ơn vũ khí đại hòa với các tổ tiên của dòng họ và những người đã có công trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Nhân dịp này, tôi thay mặt cho ban quản lý di tích đình chùa Đức Lộc nhiệt liệt chào đón các vị hiện diện và quý khách, các vị đại biểu, các cụ cao niên cùng toàn thể nhân dân trân trọng nhất. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân, hôm nay ngày 10 tháng 3, ban quản lý di tích rất vinh dự được tất cả các vị đại biểu của Đảng ủy về đây rước thánh nhà đi du xuân quanh đảng. Thay mặt ban quản lý di tích, chúng tôi xin cảm ơn và chân thành cảm ơn tất cả các vị đại biểu. Chúc các vị hạnh phúc thành công. Xin cảm ơn.